Giá vàng hôm nay ngày 12 tháng 7 tăng như vũ bão. Giá vàng hôm nay ngày 12 tháng 7 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9.999, giá vàng Doji, giá vàng PNG, giá vàng 24K, giá vàng 18K ra sao sẽ được tri thức và cuộc sống cập nhật liên tục. Bảng giá vàng hôm nay ngày 12 tháng 7 sẽ được báo tri thức và cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin giá vàng, thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá vàng hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5 các thông tin về giá vàng SJC, giá vàng 9.999, giá vàng Doji, giá vàng PNG, giá vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24K, giá vàng 18K sẽ được biên tập viên cập nhật liên tục. Giá vàng trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 11 tháng 7, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 74,98 đến 76,98 triệu đồng mỗi lượng, không đổi so với phiên trước. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 74,98 đến 76,98 triệu đồng mỗi lượng, mua vào, bán ra, lừa định so với phiên gần nhất. Vàng SJC tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu là 75,50 đến 76,98 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá nhẫn tròn trơn 74,55 đến 76,15 triệu đồng mỗi lượng, tăng 100.000 đồng mỗi lượng cả hai chiều so với chốt phiên hôm trước. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 74,65 đến 76,2 triệu đồng mỗi lượng, tăng 350.000 đồng mỗi lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng mỗi lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.